Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn kiến thức về chu trình Euler và đường đi Euler nhé. Thì chu trình Euler và đường đi Euler thì nó bắt đầu từ cái bài toán đấy chính là 7 7 cây cầu ở Königsberg. Thì cái bài toán này được Euler đặt ra đấy chính là có bốn cái thị trấn đó là ABCD này, mình gọi là ABCD, sau đó thì có 7 cây cầu kết nối giữa chúng. Và cái bài toán đặt ra đấy chính là có thể đi từ một thị trấn nào đó đi qua tất cả 7 cây cầu này, mỗi cây cầu đúng một lần. Và đây cũng là một cái bài toán mà nó mở đầu cho cái kiến thức về lý thuyết đồ thị ngày nay đấy. Ok, thì cái lời giải cho cái bài toán này thì là không có. Đó. Thì các bạn có thể nhìn cái đồ thị tương ứng ấy, nó có bốn đỉnh là ABCD này này và có 7 cây cầu giữa bốn đỉnh ABCD này. Và yêu cầu là mình bắt đầu từ một thị trấn nào đó đi qua 7 cây cầu, sau đó thì quay lại cái thị trấn đó, thì trong trường hợp này là không có lời giải. Ok. Thế thì cái việc mà đi từ một một thị trấn sau đó đi qua 7 cây cầu, mỗi cây cầu một lần ấy, sau đó quay trở lại cái vị trí ban đầu thì nó chính là chu trình Euler. Ok, chu trình Euler. Thì người ta định nghĩa cái chu trình Euler này ấy, đấy là cái chu trình mà nó đi qua mỗi cạnh của đồ thị đúng một lần. Ok. Đó, thì trong trường hợp mà cái đồ thị của mình nó có chu trình Euler thì người ta gọi đó là đồ thị Euler. Ok. Thế còn trong trường hợp mà cái đường đi Euler ấy cái đường đi Euler là cái đường đi mà nó đi qua mỗi cạnh của đồ thị đúng một lần. Ok. Các bạn biết sự khác nhau giữa chu trình với đường đi rồi đúng không? Chu trình thì là cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc nó giống nhau ấy. Nó khác một chút so với đường đi Euler thôi. Thế thì các bạn chú ý nhé. Khi mà các bạn nói đến chu trình và đường đi Euler thì các bạn nhớ đến cái việc đấy là mỗi cạnh một lần, nó khác với chu trình Hamilton, ok, là mỗi đỉnh một lần. Đó. Rồi. Thì đấy, các bạn trong trường hợp mà cái đồ thị của mình nó có đường đi Euler ấy, thì người ta gọi đấy là cái đồ thị nửa Euler. Ok. Và nếu mà cái đồ thị của mình là đồ thị Euler, tức là nó có chu trình Euler ấy, thì chắc chắn nó cũng sẽ là đồ thị nửa Euler, đúng không? Bởi vì có chu trình thì chắc chắn sẽ có đường đi mà. Ok. Thế thì các bạn chỉ cần nhớ đấy chính là chu trình và đường đi Euler, đấy chính là những cái chu trình và đường đi đi qua mỗi cạnh của đồ thị đúng một lần. Ok. Nó có thể đi qua một đỉnh nhiều lần, nhưng mà đi qua mỗi cạnh đúng một lần thôi. Các bạn nhìn cái đồ thị đầu tiên này này. Ok, 1 2 3 4 5 6 thì nó có thể tồn tại một cái chu trình mà đi qua mỗi cạnh của đồ thị đúng một lần như sau. Đấy chính là từ 1 này, bạn đi sang 2, từ 2 bạn đi sang 3, từ 3 bạn đi sang 4, từ 4 bạn đi sang 5, từ 5 bạn đi sang 6, từ 6 bạn quay trở về 3 và từ 3 thì bạn quay trở lại 1. Thì các bạn thấy là một mỗi cái đường đi khi đó nó đi đúng một lần, đúng không? Đó. Và có thể đi qua một cái đỉnh đó nhiều lần, nào đó nhiều lần, ví dụ đỉnh 3 này được đi qua đi lại được, không vấn đề gì. Thì cái đồ thị này người ta gọi là đồ thị Euler này, bởi vì nó có chu trình Euler. Ok. Đó. Hoặc là bạn cũng có thể có một cái chu trình khác, ví dụ bạn đi từ 6 này, bạn đi sang 3 này, 3 đi sang 1 này, 1 đi sang 2 này, 2 đi sang 3 này, 3 đi sang 4 này, 4 đi sang 5 và 5 quay trở lại 6. Thì đấy cũng là một chu trình hợp lệ. Ok. Đó. Nhìn chung là cái đồ thị nếu mà nó đã có chu trình Euler rồi thì các bạn có thể bắt đầu ở một đỉnh bất kỳ thì nó đều tìm ra được cái chu trình Euler. Thế còn cái đồ thị bên phải này thì là cái đồ thị mà nó chỉ có đường đường đi Euler thôi. Ok. Thì cái đường đi Euler này thì mình sẽ cho bắt đầu từ 2 này. Các bạn có thể đi sang 3 này, 3 đi sang 4 này, 4 đi sang 5 này, 5 đi sang 6 này, 6 quay trở lại 4 này, sau 4 đi về 2 này. Ok, 2 đi sang 1 và 1 đi sang 5. Đó, thì các bạn thấy là mỗi cạnh nó cũng đi qua đúng một lần như thế. Đúng nhỉ? Đó. Thì trong trường hợp này cái này đồ thị này người ta gọi là đồ thị nửa Euler, semi, ok. Semi Euler, nửa Euler thôi bởi vì nó chỉ có đường đi Euler thôi chứ nó không có chu trình. Ok, vậy thì mình đã hiểu được cái chu trình và đường đi Euler đấy chính là cái chu trình và đường đi mà đi qua mỗi cạnh của đồ thị đúng một lần. Ok, thì bây giờ mình sẽ tìm xem là cái điều kiện để cho một cái đồ thị nó có đường đi và có chu trình Euler là gì. Thì ở đây mình sẽ phân ra là hai phần, thứ nhất là đồ thị vô hướng và thứ hai là đồ thị có hướng nhé. Đối với đồ thị vô hướng ấy, thì nếu mà cái đồ thị của mình nó có chu trình Euler khi và chỉ khi nó thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, đấy chính là các cái đỉnh bậc có bậc khác không của đồ thị liên thông với nhau hoặc là thuộc cùng một thành phần liên thông đấy. Thực ra thì cái chỗ này thì bởi vì có thể có những cái đỉnh mà nó không có một cái cạnh nối nào tới nó ấy, thì các bạn không cần quan tâm đến nó bởi vì nó không có đường đi thì mình cũng không cần quan tâm đến nó và cái chu trình Euler của mình khi đó nó không có cái đỉnh đó. Tức là cái đỉnh mà nó đứng một mình ấy. Ok. Vậy thì ở đây ấy, nó chỉ yêu cầu là gì? Các cái đỉnh mà có bậc khác không nhé, các cái đỉnh mà nó có bậc khác không đó của đồ thị thì nằm trong cùng một thành phần liên thông đó. Đợi mình một chút để mình vẽ cái nhá.
Vẽ cái ví dụ ở cái đầu tiên này nhé. Cái thứ hai đấy chính là tất cả các cái đỉnh đó đều phải có bậc chẵn. Ok, tất cả các đỉnh đều phải có bậc chẵn. Cái này rất là quan trọng. Bởi vì các bạn biết rồi đấy, nếu mà một cái đỉnh nào đó nó có bậc chẵn ấy, thì các bạn hiểu nôm na đấy chính là nó có thể đi vào đỉnh đấy và nó quay trở lại ra được. Ok, thế còn nếu mà nó là bậc lẻ thì nó đi vào, có thể nó đi vào nhưng mà nó không thể đi ra được. Ví dụ như là một cái đồ thị nó như thế này, một này, hai này, ba này, ok, đó. Thì có một cái đỉnh là đỉnh 4 này, nó đứng một mình thì mình không quan tâm đến cái đỉnh 4 này bởi vì nó có bậc là không, nó không có cạnh. Nên mình chỉ cần quan tâm đến cái chu trình cái le mà nó đi qua đỉnh 1, đỉnh 2, đỉnh 3 này thôi. Ok, đó. Thì trong trường hợp này ấy, cái đồ thị này nó có chu trình Euler bởi vì đỉnh 1 có bậc là 2, đỉnh 2 có bậc là 2 và đỉnh 3 thì có bậc là 2. Ok, giả sử như nó có một cái đỉnh 5 ở đây nữa đó, mà thằng 5 này nó có bậc là 1 thì khi đó cái đồ thị này lại không có đồ thị Euler. À, xin lỗi, không có chu trình Euler bởi vì các bạn đi từ thằng 2 đi sang 5 này này nhưng mà bạn không quay lại được bởi vì thằng 5 này nó có bậc là lẻ. Ok, bạn hiểu điều đấy không? Ok không nhỉ? Rồi, thế thì đấy là cái điều kiện đầu tiên khi mà mình áp dụng cho đồ thị vô hướng. Các bạn chỉ cần nhớ là tất cả các đỉnh của đồ thị phải có bậc là chẵn. Ok, đó, và các cái đỉnh có bậc khác không đấy thì nó thuộc cùng một thành phần liên thông. Ok, thế còn trong trường hợp mà cái đồ thị của mình nó có đường đi Euler á, thì nó cũng phải có một cái điều kiện đấy là các cái đỉnh có bậc khác không thì nó liên thông với nhau hoặc thuộc cùng một thành phần liên thông. Ngoài ra thì cái đồ thị của mình chỉ có thể có không hoặc là hai đỉnh có bậc là lẻ. Trong trường hợp mà cái đồ thị của mình nó có không không đỉnh bậc lẻ ấy, tức là không có cái đỉnh nào mà có bậc là lẻ thì nó chính là cái chu trình Euler đúng không? Như lúc nãy mình nói, nếu mà đồ thị nó có chu trình thì chắc chắn nó sẽ có đường đi. Thế còn trong trường hợp mà nó có hai đỉnh bậc lẻ, tức là duy nhất hai đỉnh bậc có bậc là lẻ ấy, thì khi đó cái đồ thị của mình nó cũng có đường đi Euler và cái đường đi Euler của mình nó sẽ bắt đầu từ một cái đỉnh có bậc lẻ thứ nhất và kết thúc ở một cái đỉnh có bậc lẻ thứ hai. Ví dụ như các bạn nhìn cái đồ thị này này, đó. Thì cái đồ thị này nó có hai đỉnh mà có bậc lẻ, đấy chính là thằng 2 này có bậc là 3, đúng không? Và thằng 5 này có đỉnh có bậc là 3. Thì chắc chắn là cái đường đi Euler ấy, của cái đồ thị này này nó sẽ phải bắt đầu ở 2 và kết thúc ở 5, hoặc là bắt đầu ở 5 và kết thúc ở 2. Đây các bạn thấy mình viết một cái đồ thị mà nó bắt đầu từ 2 kết thúc ở 5, hoặc là các bạn cũng có thể đi từ 5 cũng được. Ví dụ như bạn 5 đi từ 5 này, đúng không? Đi sang 6 này, 6 đi sang 4 này, 4 đi sang 5, 5 đi sang 1, 1 đi sang 2, 2 đi sang 4, 4 đi sang 3 và 3 quay trở lại 2. Thì các bạn thấy cái đường đi của mình bao giờ nó cũng sẽ bắt đầu từ cái thằng lẻ thứ nhất và kết thúc ở thằng lẻ thứ hai. Ok, vậy thì cái điều kiện ở trong trường hợp mà cái đồ thị vô hướng của mình nó có đường đi Euler ấy, đấy chính là nó có không hoặc là hai đỉnh bậc lẻ. Trong trường hợp là không thì nó chính là chu trình nhé. Ok, đó. Thế nhiều bạn hỏi là trong đồ thị của mình nó có thể có trường hợp một đỉnh bậc lẻ hay không, thì đối với đồ thị vô hướng thì là không, bởi vì các bạn hồi học phần lý thuyết cơ bản về đồ thị thì có một cái định lý, đấy chính là gì nhỉ, tổng các bậc, tổng bậc của tất cả các đỉnh trên đồ thị vô hướng của mình á, nó sẽ là một số chẵn, nó bằng hai lần số cạnh, mà nó luôn bằng hai lần số cạnh, thành ra nó không thể là số lẻ được. Vậy thì chắc chắn cái số lượng đỉnh bậc lẻ trong đồ thị của mình nó cũng phải là số chẵn, để nhân với nhau thì nó ra số chẵn. Còn nếu mà cái đồ thị của bạn nó có một đỉnh bậc lẻ thì không thể, bởi vì nó khi đó nó chỉ là một số lẻ, đúng không? Ok, trong trường hợp mà nó là số lẻ thì nó sai cái định lý đấy, là tổng tất cả các đỉnh, các cái bậc trên đồ thị của mình nó có tổng là một số chẵn ấy, nó bằng hai lần số cạnh ấy, thì chắc chắn là nó không thể có một đỉnh có bậc là lẻ được, đúng nhỉ? Đó, nó phải có chẵn số lần các cái đỉnh mà có bậc là lẻ. Rồi thì đấy chính là đồ thị vô hướng nhá. Rồi các bạn chỉ cần nhớ được là có chu trình nếu mà tất cả các cái đỉnh có bậc chẵn, thế còn có đường đi thì chỉ có hai đỉnh có bậc lẻ thôi, duy nhất hai đỉnh bậc lẻ, thế còn tất cả các đỉnh còn lại phải có bậc chẵn. Thế còn cái mà có không đỉnh bậc lẻ này thì các bạn có thể lưu ý thêm nhé, thì nó chính là chu trình đấy. Thế còn đối với đồ thị có hướng nhé, đồ thị có hướng thì nó cũng có điều kiện để có một chu trình Euler ấy, đấy chính là tất cả các đỉnh có bậc khác không của đồ thị của mình nó thuộc cùng một thành phần liên thông. Thứ hai đấy chính là mọi đỉnh của đồ thị đều có bán bậc ra bằng với bán bậc vào. Ok, các bạn chú ý cái này nhé, mọi đỉnh của đồ thị đều có bán bậc ra bằng bán bậc vào. Thế còn trong trường hợp mà cái đồ thị có hướng của mình á, muốn có đường đi Euler á, thì nó cũng có một cái điều kiện, đấy là tất cả các cái bậc, các đỉnh có bậc khác không thì thuộc cùng một thành phần liên thông nhá. Nó cũng nếu mà trong trường hợp nó có chu trình Euler thì mình không xét lại nữa nhá, bởi vì nếu mà có đường đi Euler, à sẽ là có chu trình Euler thì chắc chắn sẽ có đường đi Euler. Thứ hai đấy chính là mình xét một cái hai cạnh thôi, à hai hai đỉnh.
đô thị của mình nó chỉ được tồn tại hai đỉnh, mình gọi là U và V. Trong đó cái đỉnh U ấy thì nó có độ chênh lệch giữa bán bậc vào và bán bậc ra của nó ấy bằng 1. Và đỉnh V thì có bán bậc vào này này trừ đi bán bậc ra bằng 1. Tức là nó chỉ có tồn tại hai đỉnh duy nhất mà cái độ chênh lệch giữa bán bậc ra và bán bậc vào của nó bằng 1. Ok. Đó. Thì khi đó cái đường đi Euler của các bạn ấy nó sẽ bắt đầu từ cái thằng mà nó có bán bậc ra, được chưa, lớn hơn bán bậc vào, nó chính là thằng U này này. Đây, bán bậc ra của U trừ đi bán bậc vào của U bằng 1. Thế còn cái thằng kết thúc của cái đường đi Euler nó chính là bán bậc vào của đỉnh V. Ok, đây này, bán bậc vào của đỉnh V trừ đi bán bậc ra của đỉnh V bằng 1. Ra V nó sẽ là cái điểm kết thúc của đường đi Euler nhé. Đó. Vậy thì các bạn đã nắm được cái điều kiện để đồ thị của mình nó có chu trình hoặc là có đường đi Euler chưa? Mình nốt lại nhé. Nếu mà đồ thị vô hướng thì có chu trình Euler nếu mà tất cả các đỉnh có bậc chẵn. Có đường đi Euler nếu mà chỉ tồn tại duy nhất hai đỉnh có bậc lẻ, và đồ thị đường đi Euler của mình sẽ bắt đầu từ một trong hai đỉnh đấy và kết thúc ở đỉnh còn lại. Thế còn với đồ thị có hướng thì nếu mà tất cả các cái đỉnh trên đồ thị của mình nó có bán bậc ra bằng bán bậc vào thì nó có chu trình Euler. Thế còn trong trường hợp mà nó chỉ tồn tại duy nhất hai cái đỉnh U và V và có độ chênh lệch giữa bán bậc ra và bán bậc vào bằng 1 ấy, thì mình có đường đi Euler bắt đầu từ đỉnh thứ nhất và kết thúc ở đỉnh còn lại. Ví dụ các bạn có một cái đồ thị có hướng như này. 1 này. 2 này. 3 4 5 3 1 2. Ok, giả sử bạn có một cái đồ thị như thế này. Thì các bạn thấy là thằng này nó có bán bậc ra vào là 1 và bán bậc ra là 1 này, đúng không? Thằng này có bán bậc vào là 2, có bán bậc ra là 2 này. Thằng 3 này thì có bán bậc vào là 1 và có bán bậc ra là 1. Thằng 4 này cũng là 1 1 và thằng 5 này cũng là 1 1. Thì khi đó cái đồ thị này của các bạn nó sẽ có chu trình Euler, đúng không? Có thể là đi từ 1 sang 2, sau đó đi từ 2 sang 3, đi từ 3 sang 4, từ 4 sang 2, từ 2 sang 5 và từ 5 quay trở lại 1, đúng không? 1 2 3 4 2 5 1. Ok. Thế còn trong trường hợp mà nó có đường đường đi Euler nhé. Ok. Ví dụ như mình sẽ xóa cái cạnh này đi. Đây, thằng này là thằng 5. Thế còn đây mình cho thằng này là thằng 6. Ok. Đó, thì bạn thấy là thằng 5 này nó có bán bậc ra là 1, còn bán bậc vào là 0. Thằng 6 này thì có bán bậc ra là 0, còn bán bậc vào là 1. Thì khi đó cái chu trình cái đường đi Euler của các bạn nó sẽ bắt đầu từ đỉnh 5, nó chính là đỉnh U lúc nãy mình nói ấy. Và nó sẽ có điểm kết thúc là đỉnh V, chính là cái đỉnh 6 này. Tức là các bạn sẽ đi là 5 này, đi sang 1 này, 1 đi sang 2, 2 đi sang 3. Thế thì nó đi con cạnh này nhiều lần à hả? Không được nhỉ. Thằng 3 này các bạn thấy là nó có bán bậc, bây giờ nó có bán bậc vào là 1 và nó có bán bậc ra là thế thì thằng thằng là 3 này bây giờ nó khác rồi. Nó có bán bậc vào là 1 nhưng mà nó có bán bậc ra là 2, thế không được đúng không? Thế thì mình phải cho một cái cạnh nào đó. Mình cho từ 1 sang 3 được không nhỉ? Sau đó là nối từ 1 sang 3. Ví dụ như mình cho thêm một cái cạnh nối từ 1 sang 3 đi. Để cho bán bậc vào của nó là 2 và bán bậc ra của nó là 2 đi. Thế cũng gõ khe khó viết phết bởi vì thằng 4 này. Đợi mình một chút để mình vẽ cái đồ thị mà nó có đường đi Euler nhé. Ok, mình đã tìm ra cái vẽ một cái ví dụ nó có đường đi Euler này. Thì cái thằng 1 này nó có bán bậc ra là 1, thì còn bán bậc vào là 0. Thằng 2 này thì là 1 1, thằng 5 1 1, thằng 6 thì có bán bậc ra là 1, còn bán bậc vào là 2, đúng không? Ok. Thằng 3 này là 1 1 4 1 1 7 1 1, thành ra cái chu trình cái đường đi Euler của mình nó sẽ bắt đầu ở 1 và kết thúc ở 6. Thì các bạn sẽ đi là 1 sang 2, 2 đi sang 5, 5 đi sang 6, 6 đi sang 3, 3 đi sang 4, 4 đi sang 7, 7 đi sang 6. Ok. Đó. Bởi vì cái độ chênh lệch giữa cái đỉnh 1 bán bậc ra của đỉnh 1 là 1, thế còn độ chênh lệch giữa bán bậc ra với bán bậc vào của đỉnh 6 là trừ 1. Ok, nên cái chu trình sẽ bắt đầu ở 1 và kết thúc ở 6, nó chính là cái đỉnh U và đỉnh V mà lúc nãy mình nói đấy. Ok,
đấy là một cái ví dụ khi mà các bạn xác định chu trình ở le trên đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng nhé. Bây giờ mình sẽ nói về cái thuật toán để tìm được cái đường đi ở le, à, chu trình ở le, đường đi ở le cũng được. Thì nó có ở đây trong trường hợp mà chứng minh nhé, chứng minh là cái đồ thị này có chu trình hay là có đường đi ở le hay không thì các bạn tự chứng minh nhé, bởi vì mình nghĩ là nó cũng rất là đơn giản rồi, mình chỉ tập trung vào cái việc là xác định, mình giả sử ra cái đồ thị của bạn nó đã có chu trình hoặc là đường đi ở le để mình tìm thôi, bởi vì cái định nghĩa của nó rất là dễ, các bạn check này rất là đơn giản. Ở đây mình sẽ sử dụng thuật toán như sau, đấy chính là đây là mã giả của nó nhé. Thực ra thì trên cái tìm chu trình ở le này có hai cái thuật toán đấy là Heyer-Hondrer với lại là Frege, nhưng mà code nó rất là khó, mình thấy là cái thuật toán này nó rất là hiệu quả. Đó. Nhưng mà thằng này nó chỉ tốt trong trường hợp là cái số lượng cạnh của đồ thị nó hơi thưa một tí. Thì các bạn làm như sau này, đấy là ban đầu các bạn tạo cho mình một cái stack rỗng, ok, sau đó thì mình tạo một cái chu trình Euler, mình viết tắt là EC, Euler cycle đấy, cũng rỗng. Cái Euler cycle này sẽ lưu thứ tự các cái đỉnh trong chu trình của mình nhé, và mình sẽ bắt đầu với một cái đỉnh V là một cái đỉnh tùy ý trên đồ thị, bởi vì nếu mà nó có đường đi Euler, à chu trình Euler rồi thì bạn bắt đầu từ đỉnh nào cũng được. Sau đó bước thứ nhất đấy chính là đẩy U vào trong stack, à, đỉnh đẩy cái đỉnh bắt đầu V đấy vào trong stack, và lập chừng nào mà stack còn còn có phần tử, tức là chưa rỗng đấy, thì nó sẽ làm cái công việc như sau. Đấy chính là nó sẽ lấy cái đỉnh ở đầu hàng đợi ra, lấy thôi nhé, không xóa, chỉ lấy ra thôi, truy vấn ra thôi. Và nếu mà cái đỉnh ở đầu hàng đợi đấy ấy, nó vẫn còn một cái đỉnh kề với nó, tức là nó vẫn còn một cái cạnh nào đó giữa đỉnh V này với một cái đỉnh khác, đúng chưa? Thì chắc chắn là cái chu trình Euler của mình nó phải đi qua cái cạnh đó. Thì nó sẽ đẩy cái đỉnh U là cái đỉnh đầu tiên trong danh sách kề của đỉnh V vào trong stack. Nó lấy ra cái đỉnh đầu tiên ở trong danh sách kề của đỉnh V, sau nó đẩy ngược lại vào trong stack. Ok, và nó sẽ xóa cạnh VU này đi, để tí nữa nó sẽ không đi lại cạnh VU này nữa, xóa cạnh VU này đi. Thế còn trong trường hợp mà cái danh sách kề của đỉnh V này mà nó rỗng ấy, tức là nó không còn cái cạnh nào nối giữa đỉnh V với các cái đỉnh còn lại trên đồ thị ấy, thì các bạn sẽ xóa cái đỉnh V đấy khỏi hàng đợi và ném nó vào trong chu trình Euler. Ok. Đó. Thì đấy chính là cái toàn bộ thuật toán nhé. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn một cái ví dụ nhé, chạy tay cho các bạn một cái ví dụ. Ví dụ mình có một cái đồ thị như thế này. Đấy là một này, chu trình Euler đúng không? Một này, hai này, hai sang ba, đây đi, bốn này, ba năm này, sáu. Ok, giả sử bạn có một cái, à không được, như thế này thì nó lẻ thôi. 4, đây mình lấy cái ngắn ngắn thôi nhé, chỗ này là 5, ok, và chỗ này có một cái đường nối như này. Thì các bạn thấy là cái đồ thị này nó có chu trình Euler đúng không, bởi vì tất cả các cái đỉnh trên đồ thị của mình nó đều có bậc là chẵn, 2 này, 4 này, 2 này, 2 này và 2. Thì cái thuật toán nó làm như thế này, nó duy trì một cái stack nhé, nó duy trì một cái stack. Đó, nó duy trì một cái đó, và nó cũng duy trì thêm một cái Euler cycle nữa, mình đặt là EC. Thì các bạn thấy là bây giờ giả sử mình sẽ bắt đầu với một cái đỉnh V bất kỳ nào đó đúng không? Mình sẽ đẩy cái đỉnh V đấy về trong stack. Ví dụ như ở đây mình bắt đầu từ đỉnh 1 đi, mình sẽ đẩy 1 vào trong stack. Sau đó thì nó sẽ xét chừng nào mà cái stack này nó còn chưa rỗng thì nó làm các cái công việc, đấy chính là nó chọn ra cái đỉnh đầu stack, cái đỉnh ở đầu stack này, ở đỉnh stack này là đỉnh 1, và xem xét các cái đỉnh kề với đỉnh 1 này, xem là danh sách kề của 1 đã rỗng chưa. Thì 1 hiện tại nó đang kề với 2 với 4 thì chưa rỗng, thành ra là nó sẽ làm cái công việc đấy chính là nó sẽ chọn ra một đỉnh trong hai đỉnh là 2 và 4 và nó đẩy vào trong ngăn xếp. Trong trường hợp này mình sẽ đẩy cái đỉnh 2 này vào trong ngăn xếp. Đó, nó đây chính là cái bước này này. Đỉnh đầu tiên trong danh sách kề của đỉnh V, sau đó là đẩy cái đỉnh U đấy vào trong ngăn xếp và xóa đi cái cạnh UV. Tức là bây giờ cái cạnh 1 2 này sẽ được xóa đi. Ok. Cạnh 1 2 này sẽ được xóa đi. Mình sẽ lấy một cái màu khác. Đó, nó sẽ xóa cạnh này đi. Ok. Tiếp theo này, vòng while tiếp theo thì nó lại lấy thẳng ở đỉnh stack ra là 2. Thì 2 kề với, khi đó 2 chỉ kề với 3, 4 và 5 thôi nhá, bởi vì 1 nó xóa cạnh 1 2 này rồi mà. Ok. Thì nó sẽ lấy cái cạnh, à, cái đỉnh đầu tiên, à, có thể là đỉnh 4 hoặc là đỉnh 3 đều được nhá. Chỗ này mình chuyển thằng này thành
Thằng này thành 4 nhá, còn thằng này thành 3 nhá, cho nó thuận. Ok, thì nó có thể đẩy đỉnh 3 vào trong ngăn xếp đó và xóa cái cạnh 2 3 đi. Ok, tiếp theo này, cái thằng đỉnh đầu stack được lấy ra là 3, thì danh sách kề của 3 bây giờ chỉ có mỗi đỉnh 1, thì nó sẽ đẩy đỉnh 1 vào trong stack và nó sẽ xóa cái đỉnh cái cạnh 1 3 này khỏi đồ thị. Tiếp theo thằng ở đỉnh stack ấy, nó chính là 1. Thì khi đó nó chọn cái thành 1 ấy ra ấy, thì thằng 1 này nó lại có danh sách kề của nó là rỗng. Đây các bạn thấy là kề 1 bây giờ không còn kề với thằng nào nữa. Thì khi đó 1 chính là cái đỉnh đầu tiên ở trong hàng đợi, à xin lỗi, trong chu trình Euler. Bạn đã có đỉnh 1. Ok, bạn xóa đỉnh 1 khỏi ngăn xếp. Tiếp theo bạn lại pop 3 ra. 3 thì nó cũng không còn đỉnh nào kề với nó, thành ra là nó sẽ rơi vào cái trường hợp L này này. Đấy là cái danh sách kề của một cái đỉnh đầu stack ấy nó bị rỗng. Thì các bạn đẩy 3 vào đây. Bạn xóa 3 khỏi stack. Tiếp theo bạn lại xét cái thằng đỉnh hàng đợi bây giờ là 2, thì 2 nó kề với đỉnh 4 với 5 nhé, hai cái cạnh này xóa rồi thì nó sẽ đẩy 4 vào trong ngăn xếp và xóa đi cái cạnh 2 4. Ok, tiếp theo này, thằng ở đỉnh stack là 4, 4 kề với 5 đó, thì lại đẩy 5 vào trong stack và xóa cạnh 4 5. Ok, đỉnh tiếp theo 5 kề với mỗi đỉnh 2 thì đẩy nốt 2 vào trong stack và xóa đỉnh 5 2, xin lỗi, xóa cạnh 5 2. Tiếp theo thằng ở đỉnh stack là 2, lấy 2 ra nhưng mà 2 bây giờ nó bị danh sách kề của nó rỗng rồi, bởi vì nó có 4 cạnh nhưng mà xóa hết cả 4, thành ra là 2 sẽ được đưa vào trong, 2 sẽ được đưa vào chu trình Euler. Các bạn tiếp tục xóa đỉnh 2 này đi. Tiếp tục đỉnh 5 được lấy ra nhưng mà 5 cũng danh sách kề của nó cũng rỗng nên là được đẩy vào chu trình Euler, tương tự như vậy với 4 đúng nhỉ? Đó, ok. Tương tự như vậy với 2 và với 1. Ok, và khi mà cái hàng ngăn xếp của các bạn rỗng thì đây chính là cái chu trình mà bạn thu được. Đây chính là đi từ 1 sang 3 đúng không? Đây, đi từ 1 sang 3. Ok, sau đi từ 3 sang 2. Được chưa? Đi từ 2 sang 5. Đi từ 5 sang 4. Ok, đi từ 4 sang 2. Ok. Sau đó là đi từ 2 về 1. Đó. Hoặc là bạn có thể lật ngược cái đường đi này cũng được nhé. Bạn lật ngược cái cycle này đi. Thì các bạn cũng có thể đi theo cái hướng là 1 sang 2 này. Được không nhỉ? Sau đó thì 2 sang 4. Được chưa? 4 sang 5. 5 sang 2. Được không? 2 sang 3 và 3 sang 1. Ok. Đó, thì đấy là một cái ví dụ là mình đã sử dụng cái thuật toán này để các bạn có thể tìm được chu trình Euler. Các bạn chỉ cần nhớ hai cái thôi. Thứ nhất là cái vòng lặp while này, khi mà stack nó còn phần tử thì nó còn lặp. Thì khi mà mỗi lần mà bạn lấy một cái đỉnh ở stack ra, nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đấy chính là mình cái danh sách kề của cái đỉnh ở đầu stack đấy nó rỗng, thì các bạn sẽ ném nó vào trong, ném nó trong chu trình Euler. Còn nếu mà nó chưa rỗng thì bạn lấy một cái cạnh ở trong danh sách kề đấy ra và bạn ném tiếp tục vào trong stack. Ok, vậy thì ở đây ấy, nó có một cái bước đấy chính là xóa cạnh VU. Cái bước xóa cạnh VU này rất là quan trọng. Bình thường các bạn lưu danh sách kề đúng không? Ok, nhưng mà cái việc mà xóa cạnh ở trong danh sách kề nó tương đối là vất vả. Nên là trong trường hợp này ấy, để làm cái bài toán chu trình Euler này thì nó có hai cách. Một là các bạn dùng danh sách kề nhưng mà các bạn phải sử dụng set để lưu. Hai ấy, thì chính là các bạn sẽ phải sử dụng một cái ma trận kề đấy, ok, để cái việc mà xóa cạnh UV này thì các bạn chỉ cần cho a của UV bằng a của VU bằng 0. Như ở đây thì mình sẽ sử dụng set cho nó nhanh, ok. Đó, vậy thì mình sẽ bắt đầu đi vào code. Ở đây thì mình sẽ dùng những cái biến như sau, đấy là n và m tương ứng với số lượng đỉnh và số lượng cạnh của đồ thị, ok. Ở đây mình sẽ dùng một cái danh sách kề là một cái mảng các cái set INT, mình đặt là ADG nhé, mình cho tối đa là 1001 đỉnh, sau đó là 1000 đỉnh, sau đó là mình cần những cái gì nữa nhỉ? Ở đây mình không chứng minh cái đồ thị này có chu trình và có đường đi Euler nữa nhé. Cái việc mà tính bán bậc vào giữa các thứ ra thì các bạn tự xét. Ở đây mình sẽ có viết một cái hàm nhập để nhập thông tin này. Mình sẽ nhập số lượng đỉnh và số lượng cạnh này. Ok, mình sẽ code cho đồ thị vô hướng nhé. Đồ thị có hướng các bạn làm tương tự như vậy, thay đổi một chút về cái thêm danh sách kề thôi. For int bằng 0, y nhỏ hơn m, y cộng cộng. Ở đây mình sẽ nhập danh sách cạnh nhé, x và y đúng không? Thì mình sẽ cho là ADG của x chấm insert y và ADG của y chấm insert x. Đó. Thế còn nếu mà
Các bạn muốn chứng minh cái đồ thị này là Euler hay là nửa Euler thì các bạn sử dụng cho mình thêm một cái mảng là degree nữa, đúng không? Để mà tính xem là mỗi cái đỉnh của đồ thị của mình nó có bậc vào là bằng bao, có bậc là bao nhiêu, đúng không? Cái này bạn chỉ cần cho degree của x cộng cộng và degree của y cộng cộng. Thế là được, ok. Bây giờ mình sẽ vào cái thuật toán nhá, Euler cycle. Đó. Các bạn sẽ tạo cho mình những cái biến như sau. Thứ nhất là một cái stack để hoạt động này. Ok, một cái stack, và thứ hai là một cái để lưu chu trình Euler. Thì để mà tạo stack thì mình sẽ đặt là stack và mình đặt là st. Ok, thế còn chu trình Euler thì mình sẽ lưu vào một cái vector int, mình đặt là Euler cycle ec đấy. Ok, đúng không nhỉ? Rồi ec nhá. Thì đầu tiên này các bạn thấy là các bạn sẽ đẩy cái đỉnh U đây, à đỉnh V đấy vào trong stack đúng không? Cái đỉnh V này thì các bạn chọn bất kỳ. Đây mình đặt một cái đỉnh V nào đó. Thì các bạn cho st.push V, là các bạn lặp chừng nào mà cái ngăn xếp này nó còn chưa rỗng, tức là while not st.empty đấy, thì các bạn làm hai việc. Thứ nhất đấy là gì? Bây giờ các bạn chỉ cần lấy cái thằng ở đỉnh stack ra thôi, mình đặt là đỉnh đỉnh V được. Ừ, thôi đặt đỉnh là đỉnh đỉnh nào cũng được, V nhé, bằng st chấm, thực ra nó lại trùng với thằng V ở trên, mình không thích đặt là x đi, bằng st chấm top. Ok, đây chỉ là mình lấy ra thôi nhé, mình chưa có, mình chỉ lấy ra cái đỉnh này thôi. Sau đó thì các bạn kiểm tra nhé, các bạn kiểm tra nếu mà cái danh sách kề của cái đỉnh này mà nó khác rỗng, tức là if x chấm sai, à xin lỗi, adj của x chấm sai mà nó còn khác không, ok, thì chứng tỏ là cái đỉnh x này nó vẫn còn một cái đỉnh kề với nó. Thì các bạn làm cái gì? Các bạn sẽ lấy cái đỉnh đầu tiên ở trong danh sách kề của đỉnh đấy ra và ném nó vào trong hàng đợi, trong ngăn xếp, xin lỗi. Thì các bạn chỉ cần cho st.push cái gì nhỉ, sao của adj của x.begin đó, để mình lấy ra cái đỉnh đầu tiên ở trong cái danh sách kề của đỉnh x và ném nó vào trong stack. Cái thứ hai đấy là các bạn phải xóa xóa cái cạnh đấy đi. Ở đây mình sẽ dùng một cái biến là biến y nhé, nó chính bằng adj của x chấm sao chứ nhỉ, sao của adj của x, tức là cái phần tử đầu tiên ở trong cái set này ấy. ADG x của x chấm begin, ok rồi. Thì bây giờ bạn đã chọn ra cái đỉnh y là cái đỉnh mà đầu tiên ở trong danh sách kề của đỉnh đấy rồi, đúng đỉnh x đúng không? Thì các bạn đẩy cái đỉnh y vào đấy trong ngăn xếp stack.push y, và ngoài ra các bạn phải xóa cạnh x y đi đúng không? Thì các bạn cho là ADG của x chấm erase y và ADG của y chấm erase x. Thì cái thằng set này nó sẽ xóa rất là nhanh đúng không? Thằng set này nó sẽ xóa rất là nhanh. Còn không thì các bạn cái độ chỗ đoạn xóa này các bạn không muốn sử dụng set thì các bạn lại phải sử dụng một cái mảng, cái ma trận, sau đó là các bạn cho axi bằng axi bằng 0. Rồi, thế còn trong trường hợp mà cái adjx chấm sai mà nó bằng 0, tức là cái đỉnh x của mình nó đã, danh sách kề của nó đã rỗng rồi, thì các bạn sẽ làm một công việc đấy là các bạn xóa nó khỏi hàng đợi, ngăn xếp, tức là st.pop để nó xóa đi. Và thứ hai đấy là các bạn đẩy cái đỉnh này vào trong cái Euler cycle. Ok, đấy là đỉnh x đó. Thế thôi, và cứ để vòng quay này nó lặp. Và dưới này thì các bạn chỉ cần lật ngược cái đường đi, hoặc là các bạn không lật ngược cũng được. Ok, thì các bạn sẽ có được cái đường đi Euler for int x2.ec, các bạn xia ra đỉnh x là các bạn đã có đường đi Euler rồi, chu trình Euler. Ok, dưới này thì các bạn sẽ gọi Euler và các bạn chuyển vào đỉnh 1 đi. Ở đây bạn mình sẽ nhập trước. Ví dụ mình sẽ lấy luôn cái đồ thị của mình vừa lúc nãy nhé. Cái đỉnh đồ thị của mình là có 5 đỉnh. Và mấy cạnh nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cạnh. 1, 2 đúng không? 2, 3 này. 3, 1 này. 2, 4 đúng không? 4, 5 và 2, 5. Ok. 6 cạnh, 5 đỉnh. Ok. Và mình sẽ bắt đầu cái chu trình này từ đỉnh 1. Thì các bạn sẽ thấy là nó ra đúng cái này, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 1. Đó, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 1. Ok chưa? Còn nếu mà bạn bắt đầu từ đỉnh khác thì nó lại ra một cái chu trình Euler khác. Không sao cả. Các bạn sẽ xem nó chạy từ đỉnh 3 thì nó sẽ ra cái chu trình như thế nào. Có thể là 3, 1, 2, 4, 5, 2 gì đấy. 3, 1, 2, 4, 5, 2, 3 đúng không? 3, 1, 2, 4, 5, 2, 3. Ok. Giả sử bây giờ mình tìm đường đi Euler nhé. Ok, đường đi Euler thì các bạn phải chỉ ra được cái đỉnh mà mình bắt đầu, cái đỉnh mà có bậc lẻ ấy. Ví dụ mình có là 1 này,
3 này, 4 này, 5. Mình sẽ xóa thằng này đi. Thằng này là 3 rồi đúng không? 1, 2, 3. Chỗ này là 6 đi, 2. Tìm khó phết nhỉ. 1, 2, nếu mình vẽ nó không phức tạp. 2, 4, 1, 2. Thằng này là 2 đúng không? Đây như thế này thì các bạn thấy là cái đồ thị của mình nó sẽ phải bắt đầu từ đỉnh 1 và kết thúc ở đỉnh 4 hoặc là ngược lại đúng không? Đường đi ấy. Mình sẽ lấy là đỉnh này có 6 cạnh, là 6 đỉnh. Và số cạnh là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cạnh. 1, 2 đúng không? 1, 2, 2, 3, 2, 5. 2, 6, 5, 6. 4 3 hoặc là 3 4 đều được. Ok. Thì bây giờ cái code này nó đang tìm chu trình Euler nhá. Thế còn nếu mà đường đi Euler thì các bạn có thể làm thêm hai bước nữa, đấy là các bạn tìm cái đỉnh mà nó có bậc lẻ đầu tiên. Sau bạn gọi Euler từ cái đỉnh đấy là được. Ví dụ như trong trường hợp này mình biết là cái đỉnh 1 này này nó có bắt là bạn đỉnh bắt đầu của đường đi Euler thì mình gọi Euler 1 thì nó sẽ ra được cái đường đi Euler. Nó sẽ kết thúc ở đỉnh 4 đúng không? Đó, nó sẽ là 1, 2, 5, 1, 2, 5, sau đó là 6, 2, 3, 4. Ngược lại, nếu mà bạn cho đi bằng 4 thì nó sẽ kết thúc ở đỉnh 1. Kiểu thế, đúng không? Nhưng mà các bạn chú ý đây là cái code để tìm chu trình nhé. Còn đường đi các bạn phải làm thêm cho mình bước nữa. Để tìm xem là cái đỉnh bắt đầu là cái đỉnh lẻ bao nhiêu. Ok, thế thôi. Sau đó bạn gọi Euler từ cái đỉnh đấy là được. Ok không nhỉ? Còn đồ thị có hướng thì các bạn làm thêm một bước nữa. Các bạn thay đổi một chút đi ở cái chỗ mà nhập danh sách kề này này là được. Ok. Thế thì các bạn nhớ cái điều kiện như thế này nhé. Nếu mà người ta chỉ yêu cầu mình xác định xem cái đồ thị vô hướng hoặc đường thị có hướng có chu trình hoặc là có đường đi Euler hay không thì nó rất là dễ. Các bạn chỉ cần tính bán bậc ra, bán bậc vào và so sánh đúng không? Còn trong trường hợp mà nó tìm chu trình thì các bạn làm theo như này. Ok. Thì các bạn có thể làm một số bài tập ở bên dưới mà mình để ở phần luyện tập đấy. Ok. Các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Thế thì cái video về phần chu trình Euler của mình kết thúc ở đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like kênh và chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể biết đến kênh của mình nhiều hơn nhé. Ok. Ngoài ra thì bạn nào mà có nhu cầu về học lập trình, các bạn có thể tham khảo các cái khóa học lập trình của mình và đăng ký ở trên trang web này nhé. Ok. Mình là trang 28tech.com.vn. Thì các bạn có thể xem được các cái khóa học và các bạn có thể đăng ký trực tiếp ở trên này. Sau đó thì mình sẽ liên hệ sau. Hoặc là các bạn có thể nhắn tin vào cái phần thông tin mà mình để ở phần mô tả. Ok. Thì các bạn có thể chú ý nhé. Cái phần này thì mình có thể để một số bài tập để các bạn có thể luyện tập thêm được. Ok. Trong video sau thì mình sẽ hướng dẫn một cái chu trình nữa. Đấy là chu trình Hamilton. Ok.